Ngày 2 tháng 3, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai đối với anh Nguyễn Anh Duy, người bị kết án oan, tội cố ý gây thương tích. Tại buổi xin lỗi, ông Phạm Việt Trung, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau cho biết, Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau sẽ tiếp tục thực hiện các yêu cầu khác của anh Duy như đăng báo xin lỗi, cải chính và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau xin lỗi công khai, anh Duy cho biết chấp nhận lời xin lỗi. Theo anh Duy cho biết, đã mất quá nhiều thời gian vì vụ việc kéo dài nên bây giờ chỉ muốn được bình yên để ổn định cuộc sống. Ngày 14 tháng 7 năm 2016, Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau tuyên phạt 5 bị cáo tội cố ý gây thương tích, trong đó anh Duy bị phạt 5 năm tù giam. Ngày 1 tháng 8 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cà Mau ra quyết định đình chỉ vụ án đối với Duy, tính từ ngày bị câu lưu, tạm giữ, tạm giam đến khi được thả là 824 ngày. Do hai bên thương lượng không thành, Duy đã khởi kiện Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau ra tòa, yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị oan. Theo đó, cả phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau phải bồi thường oan sai cho anh Duy, số tiền hơn 500 triệu đồng. Ngày 2 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Ý, 38 tuổi, ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, và Nguyễn Sĩ Hùng, 43 tuổi, ngụ thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Bị can Châu Ngọc Ý là giám đốc của 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc công ty cổ phần kỹ thuật Cát Tường An Khánh, có trụ sở tại thành phố Cần Thơ. Nguyễn Sĩ Hùng là doanh nghiệp tư nhân sửa chữa ô tô tại Bến Tre. Cụ thể, Ý đã câu kết với Hùng để lập khống hồ sơ cải tạo phương tiện, ký khống biên bản nghiệm thu cải tạo, mua các giấy chứng nhận kết quả kiểm định cần trục cẩu, nhằm hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm cho các phương tiện không đủ hồ sơ cải tạo theo quy định. Với thủ đoạn trên, Ý đã nhận số tiền từ 10 đến 12 triệu đồng một hồ sơ để hợp thức hóa hồ sơ cho các chủ phương tiện trên. Kết quả điều tra ban đầu, tổng số tiền Ý đã nhận để làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện cải tạo là trên 2 tỷ đồng. Chiều ngày 2 tháng 3, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 1988, ngụ quận 10, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an cũng đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1982, ngụ thành phố Thủ Đức, và Võ Phương Phước Thành, sinh năm 1993, ngụ huyện Hóc Môn, về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, chị Võ Hoàng Minh V, sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh, thuê Tuấn làm tài xế riêng cho gia đình. Do trong thời gian thử việc nên hai bên chưa ký hợp đồng, và chị V chỉ chụp lại căn cứ công dân mà không biết rõ lại lịch Tuấn. Trưa ngày 27 tháng 2, sau khi đưa chị V đi làm, Tuấn lái xe ô tô hiệu Maybach của chị V đến cửa hàng vỏ xe Belove ở số 10 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, Tân Phú, để tráo 4 bộ mâm và lớp xe ô tô Maybach bằng 4 bộ mâm và lớp của xe ô tô khác. Sau đó Tuấn được Bi trả 7 triệu đồng tiền trên lệch. Sau đó Bi đem bán 4 bộ mâm và lớp vừa đánh tráo, bán cho Thành với giá 33 triệu đồng. Công an vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ Tuấn, Tuấn Anh, Thành và thu hồi tài sản bị đánh tráo. Qua khảo sát, 4 bộ mâm và lớp xe Maybach trị giá trên 141 triệu đồng. Qua trích lục hồ sơ, Tuấn có một tiền án về trộm cắp tài sản và Tuấn Anh có một tiền án tội tham ô tài sản nhà nước. Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý điều phối giờ cất hạ cánh slot của Cục Hàng không Việt Nam tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng. Theo đó, đoàn công tác sẽ kiểm tra trong khoảng thời gian năm 2022, năm 2023. Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật của Cục Hàng không Việt Nam trong công tác điều phối slot tại các sân bay, các khó khăn vướng mắc tồn tại hạn chế nếu có, để Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo công tác điều phối slot được chặt chẽ, công khai, minh bạch. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đoàn kiểm tra hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo kết quả trước ngày 25 tháng 3. Trước đó, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải chiều ngày 13 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu vấn đề việc cấp slot ở các sân bay hiện nay có tiêu cực.
Sau đó, ngày 18 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải có công văn giao Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm tổ chức đoàn kiểm tra việc điều phối slot tại Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan có liên quan. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, ngày 3 tháng 3, Cúp vàng giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023, FIFA Women World Cup sẽ từ Philippines di chuyển đến Việt Nam. Đây là cơ hội để người hâm mộ bóng đá Việt Nam có dịp tận mắt chiêm ngưỡng cúp vàng. Lễ rước cúp tại Việt Nam sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng ngày 4 tháng 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội. Đi cùng cúp vàng sẽ có quan chức của FIFA và hai vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có kế hoạch cho giải đấu lớn nhất trong năm. Cụ thể, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 12 tháng 3 sau khi giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2023 kết thúc lượt đi. Toàn đội sẽ chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024 với nhiều trận đấu giao hữu cùng các đội mạnh vào cuối tháng 3 năm 2023. Kết thúc hành trình vòng quanh thế giới, cúp vàng sẽ dừng chân lần lượt tại 9 thành phố đăng cai giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 tại New Zealand và Australia. World Cup 2023 diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hai tàu hỏa đâm trực diện ở Hy Lạp đã tăng lên 42 người. Lực lượng cứu hộ Hy Lạp đưa ra thông báo này ngày 2 tháng 3 và cho rằng hy vọng tìm thấy người còn sống sót trong các đống đổ nát sau vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ngày càng giảm. Trước đó, tai nạn xảy ra đêm ngày 28 tháng 2 theo giờ địa phương, khi một tàu chở 350 hành khách đang đi từ thủ đô Athens đến thành phố Thessaloniki, miền Bắc Hy Lạp, đâm trực diện vào một tàu chở hàng từ Thessaloniki đến Larissa. Vụ va chạm đã khiến 4 toa tàu đầu tiên trượt khỏi đường ray, 2 toa khác gần như biến dạng hoàn toàn và có toa bốc cháy. Chính phủ Hy Lạp đã tuyên bố quốc tang 3 ngày từ ngày 1 tháng 3 tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc này. Bộ trưởng Giao thông Hy Lạp Kostas Karamanlis đã đệ đơn từ chức chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ tai nạn. Cảnh sát Hy Lạp thông báo đã bắt giữ quản lý nhà ga tại thành phố Larissa. Cảnh sát địa phương cho biết sẽ sớm công bố các cáo buộc nhằm vào viên quản lý nhà ga 59 tuổi. Một quan chức chính phủ cho biết người quản lý này đã bị bắt sau khi bị một công tố viên thẩm vấn. Trong khi đó, cảnh sát cho biết công tố viên đề nghị các mức sai phạm nhẹ với người quản lý này. Ông bị cáo buộc lơ là để xảy ra tai nạn gây thương vong cao.